Các phòng phiếu tại Campuchia mở cửa, Thủ tướng Hun Sen đi bỏ phiếu, tin từ Nam Vang. Cuộc bầu cử tại Campuchia bắt đầu vào sáng sớm ngày hôm nay. Thủ tướng đương nhiệm Hun Sen và phu nhân là một trong những người đầu tiên đi bỏ phiếu. Ông Hun Sen và đảng Nhân dân Campuchia của ông dự trù sẽ giành được đa số trong quốc hội gồm có 123 ghế. Các cử tri hy vọng kết quả sẽ được mọi người chấp nhận và không có bạo lực hay vấn đề gì xảy ra sau khi kết quả bầu cử được công bố. Các phòng phiếu trên toàn quốc mở cửa vào lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương. Ông Hun Sen nắm quyền thủ tướng trong 28 năm qua, mang lại sự ổn định sau cuộc nội chiến và chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào những năm 70. Nhà lãnh đạo đối lập Sam Rainsy được phép trở về nước sau 4 năm sống lưu vong tại Pháp để vận động cho đảng cứu nguyên dân tộc Campuchia của mình. Tuy nhiên, ông bị cấm ra tranh cử và đi bỏ phiếu. Kết quả bầu cử sơ bộ dự trù sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Kết quả chính thức có thể phải mất một tháng.